Vâng, em xin chào cô bác và anh chị đến với video tiếp theo của em nha. Thì hôm nay em đang có mặt tại xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng để quay một lô đất khá là đẹp nha các bác. Và có view suối đá. Và diện tích của lô đất này là 6.000 m², chính xác là 6.014 m². Trên đất của mình đây là đang được trồng dâu nuôi tằm nha các bác. Còn lại thì để không, đất trắng cỏ mọc thôi. Đó, đây là hình đất của mình này. Xung quanh thì các bác có thể thấy thì dân cư ở cũng khá là đông. Đất của mình đây là được vị trí ngay một cái ngã ba luôn nhé các bác. Được ba cái mặt tiền luôn. Đó, thì mặt đường của mình đây là dài khoảng 200 m nhé các bác. Khá là dài luôn. Đường đây thì ô tô vào tận nơi nha các bác. Từ đây mà chạy ra tới đường bê tông là khoảng 600 m. Mà ra tới trung tâm trường chợ ấy là khoảng 3 cây nha các bác. Còn ra tới chỗ hàng quán là khoảng 1 cây thôi. Đường đi thông thoáng hết nha các bác. Đó. Thế đất của mình là khá là bằng nha. Suối đá chảy khá là đẹp. Có những con thác nhỏ gập ghềnh chảy rất là đẹp luôn. Mặt đường thì rộng được 4,5 m, ô tô thì vào tận nơi. Đó. Phía này thì đất với bằng với suối này. Khá là đẹp. Khúc này là chuẩn bị đổ mưa rồi nên tụi em đi tìm chỗ trú mưa xong rồi ra quay tiếp này. Sao ta? Đang là mùa mưa nên là hầu như chiều nào Lâm Đồng cũng có một cơn mưa hết. Đường này thì ô tô vào tận nơi nha, không sợ lầy lội gì hết nha các bác. Đây, chỗ này thì tạnh mưa rồi thì em có ra quay chỗ này. Thì miếng đất của mình đây là từ cái hàng lưới B40 này đổ về phía cây tre, bụi tre kia nha các bác. Là khoảng 200 m mặt tiền đường. Đó, còn đường này đường đi thông luôn nha các bác. Rất nhiều ngã rẽ luôn, thông thoáng hết. Đây là phía khu vực xung quanh. Ở đây cũng có một cái rãnh, cũng có mạch nước chảy luôn, chảy xuống suối này. Rãnh suối nhỏ. Đấy, đất thì hiện đang trồng dâu nuôi tằm. Thì chạy sâu chỗ này mình được khoảng gần 50 m nhé các bác. Chạy sâu. Đó, hướng này là ra hướng trung tâm trường chợ nha các bác. Ra tới đường bê tông đó là chỉ khoảng 500-600 m thôi. Suối này, suối nhỏ, có mạch nước chảy. Con đường này thì mình chạy thẳng vào khu dân sinh bên trong nha các bác. Nhà dân trong này cũng khá là nhiều. Đường điện có đủ luôn.
Chỗ này thì chưa có làm gì hết nên là để không cỏ mọc nhiều. Các bác nào mua lô này về thì có thể trồng cây ăn trái hay là làm khu nghỉ dưỡng cũng khá là tuyệt vời nha. Bây giờ em di chuyển xuống tới cái suối, cái thác này cho các bác xem luôn. Các bác cho em xin một nút đăng ký kênh và một nút like để theo dõi những video tiếp theo của em mỗi ngày nhé. Thì đất của mình là giáp với hàng cà bên kia các nhá. Hàng cà là của người ta. Đây là khu vực suối của mình này. Suối đá tự nhiên hết nhé các bác. Rất là đẹp. Bằng với đất luôn. Còn phía dưới này thì nó hơi sâu vì nó đổ thác cũng khá là đẹp này. Chỗ này thì mình có một cái bụi tre. Các bác nào mua lô này về thì có thể bỏ bụi tre đi và xây một cái chòi hay là làm một cái đảo ở giữa cái suối này cũng khá là tuyệt vời và đẹp nhé. Đó, suối chảy rất là đã luôn. Phía cuối vườn mình đây thì có những cái con thác nhỏ gập ghềnh như thế này khá là đẹp nha các bác. Đó. Để em di chuyển xuống dưới này, quay rõ hơn này. Đó, rất là đẹp luôn. Làm nghỉ dưỡng hay là mình tu ẩn cũng khá là tuyệt vời. Đó thì ở ngay cái gốc tre đây thì mình có thể làm một cái đảo, xây một cái chòi nhỏ thôi. Cũng khá là tuyệt vời nha các bác. Phía trên của mình thì là suối bằng với đất luôn này. Thì chủ của lô đất này đang đưa ra cái giá là 3 tỷ nha các bác. Đó thì các bác quan tâm đến lô này, liên hệ qua cho em số điện thoại 0379590939 nhá. Em dẫn tới làm việc trực tiếp với chủ đất luôn. Là cái mảnh đất này là có thương lượng nha các bác. Cách trung tâm trường chợ là 3 cây. Còn ra tới đường bê tông là chỉ khoảng 500-600m thôi. Đường thông thoáng hết. Ô tô vào tận nơi luôn. Bác nào có hướng sáng tạo hay là thích nghỉ dưỡng hay là tu ẩn thì có thể mua lô này về. Mình tự cải tạo lại. Làm cho cái đất của mình giá trị hơn. Đó, đất rất là đẹp nha các bác. Đường này thì đi vào dân sinh sống bên trong này. Hiện tại đất chỉ trồng dâu thôi. Thì đất này là trồng cây gì cũng được nha các bác. Trồng cây ăn trái thì thoải mái luôn. Thuộc xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Được giáp với xã Phúc Thọ nha các bác. Thì lô này là sổ sách đầy đủ luôn nha các bác. Là 6.014m2. Hiện tại là đất của mình đây là gồm 3 cái sổ hồng nha các bác. Đó thì bác này là muốn bán hết nha các bác chứ không có bán lẻ. Đó hướng này thì ra trung tâm trường chợ này. Còn hướng này đi thông hết các xã khác luôn.
Thì với cái lô đất cà phê bên cạnh đây thì người ta cũng bán nha các bác. Diện tích là 1 hectare. Giá người ta đang đưa ra là 450 triệu trên 1.000 mét vuông đó các bác. Đó, các bác quan tâm thì liên hệ qua cho em nhé. Em cảm ơn các bác đã theo dõi.